Hôm qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội đồng xét duyệt dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ lò hơi tần sôi trong dây chuyền sản xuất chế biến lúa gạo của doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát do ông Lê Văn Thông làm chủ nhiệm. Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát là đơn vị chủ trì thực hiện. Mục tiêu của dự án là lắp đặt và vận hành công nghệ lò hơi đốt trấu tần sôi thay thế lò hơi cũ nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nhiên liệu, giảm bụi, giảm phát thải trong sản xuất, bảo vệ môi trường. Ứng dụng công nghệ 4.0 trong giám sát và vận hành lò hơi, ghi nhận số liệu báo cáo xử lý và khắc phục sự cố từ xa, đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật vận hành hệ thống dây chuyền công nghệ tiên tiến. Thời gian thực hiện 12 tháng, kinh phí 6 tỷ đồng, trong đó có 1 tỷ 740 triệu đồng do chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ thiết bị tài trợ. Phần còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp. Sau khi hợp xét, hội đồng thống nhất thông qua dự án.